Hello, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Dề Suy Hiểu nha. Hôm nay vẫn là đầu tuần, em lên một cái album nhẹ nhàng nữa. Giá sale rất là tốt để cả nhà mình có thể sở hữu một đôi giày hiệu nha. Và album này thì em gửi tới cả nhà toàn bộ là thương hiệu Salvatore Ferragamo nhé cả nhà ơi. Rồi, đầu tiên gửi tới các anh một mẫu rapper rất là đẹp. Em này sở hữu một cái tông màu nâu đậm ha. Một tông màu nâu đậm và một cái khóa lệch lắc kê vàng nhé, rất là yêu luôn. Khóa lắc kê nè cả nhà. Nhà ơi, có chữ Ferragamo ở đây là hình móng ngựa đặc trưng của nhà Ferra và có dập chữ luôn, đẹp lắm nhé. Đây là một trong những cái mẫu lạ của nhà Ferra này. Lên chân rất là đẹp và có cá tính nha cả nhà. Khóa lắc kê vàng thì long lanh, khỏi chê rồi, khỏi chê vào đâu được cả nhà nhé. Đôi này trong tình trạng là rất mới luôn, da còn rất đẹp này. Đế mỏng nha cả nhà. Đế của em này là dạng đế mỏng nhá. Và bộ đế của nó còn cực kỳ mới này, zin Ferra đó, còn rất mới, đế da made in Italia nhá. Em này made in Italia này. Đó, và size chuẩn là size 41.5. Em bán đôi này 2,7 triệu thôi cả nhà và mã chốt hàng là C7 nhá. Mẫu này đẹp này, lên chân cũng dễ phối đồ lắm. Màu nâu đậm nha cả nhà và da của nó kiểu như là nó vẫn có những cái lằn này, là cái lằn tự nhiên của cái da nhá, chứ không phải là của cái đôi giày đi bị lỗi đâu cả nhà ơi. Có một cái nét riêng lắm, những cái lằn này là lằn nọc này. Đấy, đẹp lắm cả nhà nhá. Và da thì rất là đẹp, da bò. Da bò màu nâu đậm nha. Tình trạng em này còn rất là mới và đẹp luôn. Lót jean này. Ferra made in Italia nhá. Rất xịn sò luôn nha các anh ơi. Màu lót của nó cũng đẹp này, màu nâu đậm nha. Rồi, anh nào vừa chân 41.5 thì nhanh tay nhắn cho em nha. Giá rất là rẻ luôn. Rồi, tiếp theo gửi tới cả nhà một đôi giày rất là ấn tượng nữa của nhà Ferra. Em này là một mẫu Penny Loafer da bóng. Penny Loafer da bóng và cực kỳ chất lượng nha. Cầm trên tay là có cảm giác một cái độ nặng của cái đôi giày rồi. Độ nặng của đôi giày này tới từ cái bộ đế cả nhà nha. Trước tiên thì mình nhìn ngắm cái lát giày trước đi. Một mẫu Penny Loafer kiểu như là quốc dân nhá. Đấy, đơn giản, nhẹ nhàng và nó thêm hai cái mũi chè đằng trước này. Cái đôi này thì mình đi làm, đi chơi, đi tiệc đều rất tiện luôn. Chỉ việc xỏ vào là đi thôi nhá cả nhà. Mũi thì thon gọn, lòng trong rộng rãi nha. Đế này, độ nặng của cái đôi giày nó tới từ bộ đế cả nhà nha. Đế nó là bằng da và khá là dày nha. Đế khâu lấp chỉ hay là đế da khâu nha cả nhà. Đế da khâu này và dán chống trượt phía trước sẵn cho cả nhà luôn rồi. Đấy, đôi này thì cả nhà mình chỉ việc mang thôi, lòng trong nó rất là rộng luôn, sướng lắm cả nhà. Ferra là lót jean này, made in Italia này và da của nó khá là mềm mại nha, nó không có cứng đâu, đi vào rất là sướng chân luôn. Mềm và rất là êm nè cả nhà ơi. Đôi này dễ phối đồ nữa. Đó, đôi này size chuẩn là 42.5 nè. Và mã chốt hàng là C1 nha. Em bán 2,5 triệu thôi. Những cái đôi Penny Loafer này của nhà Ferra khá là đắt đỏ nha cả nhà. Phải cả 20 triệu cả nhà. Hôm nay em bán rẻ luôn cho các anh mang nè. Rồi, một đôi giày Mocha da lộn nhé. Một em Mocha da lộn. Màu này không phải màu đen nha cả nhà ơi, kiểu như là màu xanh navy cả nhà nhá, xanh navy. Đó, mẫu này có cái chữ Ferra nhỏ nhỏ ở bên hông này. Màu xanh navy mocha rất là dễ mang cho cả nhà này. Đó, nhưng mà da lộn thì nó sẽ dễ thay đổi màu của cả nhà. Nó sẽ có những cái chỗ nó không có đều màu, không có đều màu cả nhà nhá. Nhưng mà lên chân thì nó kiểu phong cách bụi ha. Bụi thì cái màu sắc của nó cũng không thành vấn đề lắm đâu cả nhà. Đó, da lộn thì còn nguyên nhưng mà những có vài chỗ cái tông màu nó không được đều cả nhà ơi. Đó, nhưng mà lên chân đẹp nha. Đế của em này cũng là đế màu nâu, màu xanh luôn cả nhà nha. Đế jean này Ferra màu xanh nha. Gót mòn nha cả nhà ơi, gót mòn chút xíu. Có mòn nha. Bộ đế này thì rất là đẹp và êm luôn. Lót jean này, rất là mềm và êm nha, sướng lắm. Đi những dòng mocha của nhà Ferra thì rất là sướng chân nha cả nhà.
ôm chân mà rất là êm luôn. Em này size chuẩn là 42/5/43 nhá. Và mã chốt hàng là C2/C8, em bán 1,4 triệu thôi. Đôi này em thanh lý giá rẻ nha cả nhà, tại vì da phần da lộn nó có vài chỗ nó màu nó không có đều á. Đó, nhưng mà lên chân thì sẽ không có thành vấn đề đâu, màu. Rồi, tiếp theo là một đôi giày màu nâu cả nhà ơi, một đôi loafer. À, tới từ nhà Fera, hôm nay chỉ có Fera thôi nha, nó chỉ khác màu sắc và form dáng thôi. Em này là một cái em màu nâu đậm nè, da bò rất là mềm êm. Cảm nhận của cái làn da em này mượt mà và sướng lắm cả nhà ơi. Đã lắm này. Rất là mềm và êm nha. Mẫu này là cái mẫu đơn giản của nhà Fera nhá. Nó cũng chỉ có dập chữ Fera ở bên hông thôi, hai bên hông thôi. Còn ngoài ra thì nó không có cái logo hình móng ngựa đặc trưng của nhà Fera đâu. Mẫu rất là đơn giản, nhẹ nhàng, da đẹp nha. Em này thì rất là đẹp, trong tình trạng đẹp này. Da dáng đều rất đẹp nha cả nhà. Và độ mới cao. Độ mới cao ha, hầu như là chưa có chảy xước gì nha cả nhà. Không có chảy xước gì nha, cam kết cả nhà đôi này đẹp lắm này. Đó, những cái góc cạnh của nó đẹp lắm. Và đế của em này là bộ đế xốp. Đế xốp nha, mòn không đáng kể đâu. Những cái bộ đế này đi sẽ rất là êm ái và chống nước được luôn. Đế zin này, Fera Made in Italia này. Đó, những cái gai chống trượt của nó rất là ổn nha. Rất là ổn áp luôn. Da nó mềm lắm cả nhà. Đấy, mềm lắm, đôi này mà đi vào chân rất sướng luôn. Fera Made in Italia này, zin nha cả nhà. Đôi này tình trạng của nó rất là mới nha, phải 97%. Da thì rất là đẹp luôn. Và em sale rẻ cho cả nhà mình mang này, 1,6 triệu cho đôi này thôi. Size chuẩn 42, mã chốt hàng là C2 nha cả nhà. Đó, hôm nay em sale nữa cho cả nhà này. Nhanh tay lựa giùm em một đôi nha. Rồi, một em đời mới tắc. Cái tắc nó rất là yêu luôn nha, tắc màu đen. Và nó kiểu như là nó ở đây là hình móng ngựa này, ở giữa cũng là hình móng ngựa nho nhỏ xinh xinh nha. Đó, nhìn thì thoáng qua thì giống như là một cái miếng kim loại nó nối bình thường thôi, nhưng mà đây là cái hình móng ngựa luôn nha. Rất là đẹp và đáng yêu luôn. Form thon gọn, da là màu đen, rất là dễ phối đồ luôn. Và cái khóa của nó cũng màu đen nha. Tổng thể em này là màu đen hết nè. Lên chân rất là đáng yêu luôn, dễ phối đồ nha. Da còn đẹp cả nhà ơi, da còn đẹp nha. Em này thì da của nó khá là mềm và êm nha cả nhà. Mềm và êm, và em gửi tới cả nhà là trong tình trạng rất là mới nha, chứ không phải là những cái đôi giày mà nó cũ rồi em mới sell đâu. Lót jean của nó này, lót của em này rất là đẹp và còn mới nha. Đấy, nó có những cái tưa tưa bên trong này. Em này thì nó lớp bên trong của nó là cái lớp vải, không phải lớp vải mà lớp da mộc quá cả nhà. Đó, rất là dễ thương luôn nha. Thống đế này, đế zin này, Samato mòn chút xíu thôi, hai cái góc của nó mòn chút xíu thôi cả nhà nha, không đáng kể đâu. Cái đế zin nha cả nhà, Samato Made in Italia này. À, zin luôn. Em này size 43 và mã chốt hàng là C5, em bán 1,9 triệu nha. 1,9 triệu cho một em loafer nữa, rất là yêu luôn. Giá thì quá rẻ rồi, form trẻ trung nha cả nhà, form trẻ trung nhé. Rồi, gọi tới cho anh một mẫu giày loafer màu nâu, dạng như là nồi đồng cối đá nha. Em này thực sự là một cái đôi giày rất là chất lượng của nhà Fera luôn. Da thì dày, bộ đế thì cực kỳ là bền luôn. Cả nhà nhìn cái làn da của nó này, màu nâu đậm nha, đã lắm, cực kỳ đã luôn, mềm êm. Và cái mũi của nó này cực kỳ đáng yêu luôn. Cái khóa của nó thì là màu titan cả nhà ơi, màu titan nha. Ở đây có dập chữ Fera này, màu titan. Đó, nó nổi bật lên trên cái mu giày này. Đó, đẹp lắm, màu titan sáng bóng nha. Và da của em này thì dạng da dày rồi, cực kỳ bền luôn, đã lắm cả nhà ơi. Đôi này đi lên chân thì cực kỳ sướng nha, và rất là bền luôn. Đế cao su nha, có mòn cả nhà nha, có mòn ha. Đó, em bán rẻ luôn, cả nhà mang này. Đế cao su mềm êm, ở đây có dập chữ Fera này, Made in Italia cả nhà thấy không.
và cái đế cao su này nó may luôn rồi nha, nên là mình đi yên tâm không sợ bong chóc gì đâu. Ferragamo made in Italia đó, cái đôi này nó không có suji là nó giữ form chuẩn lắm cả nhà nha, rất là chuẩn luôn, đã lắm, lên chân thì cực kỳ sướng ha. Đôi này thì chỉ việc xỏ vào là đi thôi, đẹp nha cả nhà ơi. Đó, đôi này size chuẩn là 40.5 nè, 40.5, mã chốt hàng là C3, em bán 1.900.000 nha, 1.900.000 luôn, sale mạnh cho cả nhà luôn nha cả nhà. Đó, ủng hộ em ha, 1.900.000 em sale luôn. Rồi tiếp theo một đôi derby công sở cho các anh nè, anh nào chưa có một cái đôi giày công sở thì chọn cho mình một đôi ha, đôi này đi làm là bá cháy luôn á, mẫu derby wing tip nhá, tiết hình cánh chim này với những cái lỗ đục ở trên mũi á, và toàn thân nó rất là đẹp luôn. Đôi này da bóng cả nhà nhá, nên lên chân nó rất là sang trọng luôn này, và nó chắc chắn lắm, nó chắc chắn lắm, độ đế của nó là bền lắm cả nhà. À, cả nhà nhìn cái lát giày đẹp quá trời luôn này, đẹp rất là đẹp luôn nha. Đi lên chân mà đóng thùng nữa thì thôi rồi ha. Bộ đế này em đã dán chống trượt trước và sau sẵn cho các anh luôn nè. Đó, và đế da khâu này, rất là bền luôn. Bộ đế này siêu bền luôn cả nhà. Lót jean này, xem vào to nha cả nhà ơi, lót jean nha. Đó, lòng lót còn ổn áp lắm. Đôi này mình mang đi làm, đi chơi, đi tiệc đều đẹp nha cả nhà. Da thì còn rất là ổn luôn, hầu như là chảy xước rất ít ha. Đấy, đẹp lắm. Đôi này size của nó là size 42 này, và mã chốt hàng là C4, em bán 1.800.000 thôi nhé, 1.800.000 luôn, em sale luôn cho cả nhà. Những cái đôi giày đẹp giá rẻ luôn. Rồi tiếp theo là một em giày loafer khóa lạch này, gửi tới các anh này, một em giày cũng rất là đáng để mình mang nhé, khóa lạch nổi bật với cái tông màu này là cái màu kiểu titan cả nhà ơi, chứ không phải màu trắng đâu, màu trắng bên ngoài bên trong là titan, yêu lắm, rất là dễ thương. Da của em này nó thuộc dạng mềm và êm lắm, rất là mềm và êm luôn này, và màu đen nhá, toàn bộ nó màu đen hết, lên chân dễ phối đồ lắm, form thì thon gọn trẻ trung này, à, căng nét luôn, da thì căng nét luôn này, đế này, da bên trong hầu như không có chảy xước gì nhá, bộ đế jean này mòn chút xíu không đáng kể ha, đế zin cả nhà nha, Vera này, made in Italia đấy, Renlux, đế này đi mưa được cả nhà nha, size chuẩn là 41.5 nè, và mã chốt hàng là C9 đấy, em bán 1.900.000 luôn, sale sập sàn mạnh luôn cho cả nhà nha, Vera made in Italia này. Đó, lòng trong form dáng rất là đẹp cả nhà, em sale mạnh nha. Anh nào đang cần một đôi giày xịn giá phải chăng thì chọn những cái đôi trong clip này cho em nha, có 1.900.000 thôi, em sale luôn. Rồi cuối cùng là một đôi giày loafer nồi đồng cối đá để gửi tới cả nhà này, màu đen nha, cái khóa này là cái khóa đặc trưng của nhà Fera này, hình móng ngựa này, to chà bá luôn, chữ Fera nằm đây này. Da của em này thì quá dày và cực kỳ bền luôn, thiệt sự đôi này cầm trên tay nó có một cái độ nặng và nó bền lắm cả nhà, da thì bóng lưỡng mịn màng nha, đã lắm. Đôi này thì thực sự là đi vài năm không hư luôn, form này mình đi làm á, đi chơi cũng được luôn nè, đẹp lắm cả nhà. Nồi đồng cối đá là đây cả nhà nha, Salvatore, đế zin trước và sau luôn nha. Đấy, và đôi này đặc biệt là cái đế cao su á, có rất nhiều những cái vân chống trượt sẵn của nó này, và nó may luôn cho cả nhà, nên là mình yên tâm mình mang ha. Gót thì nó mòn chút xíu hai bên hông thôi, nhưng mà bộ đế này thì cả nhà mình mang vài năm nữa vô tư. Lót bên trong này, đây, lót mờ chữ được cả nhà nhé, da mộc dễ thương lắm, dễ mang, hút mồ hôi nhé. Đó, và cái form này thì bao cả nhà đi 5-7 năm luôn, không hư ha cả nhà. Màu đen rất dễ phối đồ luôn, em này size 42 nè, và mã chốt hàng là C6 nha, em bán 1.900.000 cả nhà ơi. Rồi, cảm ơn mẹ, hẹn gặp lại cả nhà trong video ngày mai nha.